Chào các bạn, video này mình sẽ nói về mặt phẳng làm việc ở trong Revit. Thì trong Revit, nếu khi các bạn là bật một cái mặt bằng hay là một mặt đứng, ví dụ mình bật một cái mặt bằng entry level đây. Đấy, khi mình di chuyển một đối tượng thì nó sẽ di chuyển theo cái mặt phẳng là cái mặt bằng này. Đấy, nó sẽ di chuyển theo cái mặt phẳng đây. Mặt phẳng đây là theo trên cái trục X đấy, và tương tự như vậy ở cả cái mặt đứng. Ví dụ mình vào cả cái mặt đứng này mình thao tác thì nó sẽ làm việc trên cái mặt phẳng này. Đấy, các bạn hiểu cái điều ấy đấy. Ở trong 3D thì khi các bạn làm việc ở trong 3D đấy thì các bạn có thể là xét cái mặt phẳng làm việc của mình. Thì ở Revit nó có cái công cụ đấy là Woodplane. Đây, ở bộ môn nào cũng có. Đây, Structure hay là Architect hay là System thì nó đều có cái thằng Woodplane này để mình có thể là lựa chọn cái mặt phẳng làm việc của mình. Thì mình sẽ lôi cái thằng này ra. Ví dụ bây giờ mình sẽ làm việc ở 3D. Mình muốn lựa chọn cái mặt phẳng làm việc là cái mặt này. Đấy, cái mặt tường này. Mình sẽ set mặt phẳng. Việc đầu tiên là mình sẽ set để chọn được mặt phẳng. Thì có 3 cách để mình có thể set mặt phẳng. Đấy chính là mình chọn theo cái level, theo nếm ấy. Có thể là theo cả cái grid, theo cả cái level. Đây, các red plane. Đấy, thì khi các bạn tìm hiểu về Revit thì các bạn sẽ hiểu về cả cái này. Cái để mình có thể lựa chọn mặt phẳng. Đấy, ở đây thì mình sẽ nói về một cái thằng là pick plane đây, là lựa chọn mặt phẳng này. Đấy, theo cái pick ấy, ví dụ bây giờ mình sẽ đổ vào đây. Đây thì các bạn thấy cái mặt phẳng của mình đây, nó đưa là cái mặt mà nó bao ở ngoài tường như này, mình tích vào. Đấy, ở đoạn này thì nó có nút sâu đây, thì các bạn sẽ sâu lên. Thì cái mặt phẳng làm việc của mình ấy, bây giờ nó là cái mặt này. Đấy, mình sẽ tích vào đây. Thì khi lựa chọn vào cái thằng sâu này, các bạn có thể là di chuyển nó cho to nhỏ đấy, tùy vào cái mục đích của các bạn sử dụng. Thì khi các bạn làm một cái công cụ nào đấy thì nó sẽ là thực hiện theo cái mặt phẳng này. Ví dụ bây giờ mình sẽ nghiêng như này mà mình vẽ. Ví dụ mình sẽ vẽ một cái thằng model line chẳng hạn như thế. Đây. Thì bây giờ đấy, cái thằng model line của mình, cho dù mình xoáy ở cái mặt nào ở trong cái mô hình 3D của mình, môi trường 3D của mình thì nó cũng là ụp vào cái mặt phẳng này. Đấy, nó cũng đều là thực hiện trên cái mặt phẳng này. Đấy, tương tự thì các bạn có thể là lựa chọn các cái mặt phẳng khác. Đấy, mình xem mặt phẳng và tích vào pick plane để mình chọn cái mặt phẳng để mình muốn thao tác. Đấy. Ngoài ra nó còn có cái là đây. Viewer đây thì nó sẽ bật lên cái thằng này, mình có thể là nó sẽ tự động là chọn ra cái mặt phẳng này ở đây luôn để mình có thể là thao tác. Đấy. Thì các bạn nên lưu ý về cái mặt phẳng làm việc này. Ví dụ bây giờ mình sẽ về lại đây, mình sẽ xóa cái 3D view này, mình sẽ về lại. Thì khi các bạn để như thế này, để mặt như thế này thì nó sẽ làm việc trên cái mặt phẳng mà mình đang hiển thị đây. Ví dụ mình di chuyển một cái cột này, kéo ra ngoài này thì nó sẽ di chuyển theo cái mặt của mình đang hiển thị như này. Đấy, các bạn thấy đấy. Đây, cây châm nó ăn theo và nó bị kéo theo đây. Đấy, các bạn lưu ý về cái mặt phẳng làm việc này để mình có thể là thao tác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.